Good morning, Carrie xin gọi lời chào đến toàn thể anh chị em VIP toàn cầu và tất cả anh chị em xem live cũng như là xem lại live. Mình là Carrie Cao, 37 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Florida, Mỹ. Lúc trước á, da của mình bị mụn, mình dùng nhiều sản phẩm, thử nhiều cách và đã từng đi điều trị bác sĩ rất là nổi tiếng ở Sài Gòn 2 lần, mỗi lần hơn 6 tháng, nhưng mà da của mình nó vẫn không hết mụn. Da nó khô, lỗ chân lông to, nó sạm, nó lão hóa, nó lòi lõm và nó nhiều vết thâm lắm. Mình đã chuyển sang tông da là tông nâu cộng với make up mà nhiều người gặp mình vẫn vỡ là trời ơi sao để cái da mụn ghê quá vậy. Thì mình buồn, mình tủi, mình chạnh lòng lắm. Mà mình thì mình rất thích chụp hình nhưng mà không bao giờ mình chụp hình tự sướng hay chụp cận mặt hay là chụp mà không có mắt kiến, bởi vì mình không có tự tin. Và sáng thì mình soi gương, mình thấy cái mặt mình không còn cái cảm hứng gì để mà mình diện đồ hay mình make up hay mình làm tóc để mà da. Thì trong lúc loay hoay tìm kiếm cái phương pháp á, thì mình may mắn được một chị giới thiệu sản phẩm Nu Skin. Thì lúc đầu mình chỉ thử bộ Nutri Central và cái máy lưu mì thôi, thì da của mình nó cải thiện ra. Thì sau đó mình mới kết hợp uống thêm R2 và để mà thanh lọc từ tế bào, thanh lọc từ cơ thể, thanh lọc từ máu. Bởi vì mụn á, là nó 80% là đến từ bên trong, nên để trị tận gốc mình phải trị từ bên trong. Và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm thiên nhiên, nó làm giúp làm sạch sâu da, tái tạo da. Và khi mà mình kết hợp như vậy á, là tất cả những cái gì dưới da nó sẽ đẩy ra. Và khi nó xì ra thì ôi thôi cái mặt mình nó ghê lắm, chồng mình còn hờn luôn mà. Thì sau 4 tháng mình kết hợp uống trong là R2, bên ngoài là chạy lưu mì cộng bộ trị mụn Clear Action cộng với bộ dưỡng Nutri Central và máy lưu mì Facial Spa chạy cách ngày, thì nè 4 tháng này da mình nó sạch mụn, lỗ chân lông nó nhỏ lại, cái vết chân chim nó không còn, ngày xưa mẫn méo bên vậy, giờ thì nó cân bằng lại rồi, và những cái vết nhăn ở cái vùng này nè thì nó mờ hẳn đi. Thì mình rất là vui với cái kết quả mình đạt được, hy vọng cái chia sẻ của mình á, nó sẽ giúp ai đó ở đâu đó đang bị mụn giống như mình và muốn được đẹp như mình. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe.